Với truyền thống anh dũng kiên cường, từ năm 1936, đồng bào Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá ở các làng Ngọc Rằng, Con Tu, Con Ra, Vàng Tó, Con Cơ Lân đã tham gia phong trào nước Xu đứng lên đánh Pháp. Bà con cử người có uy tín, có sức khỏe băng núi vượt rừng đến tận Phú Yên, thủ phủ của phong trào nước Xu do Sam Bram, người dân tộc Chăm khởi xướng để mang nước thần về rồi tổ chức uống thề đánh Pháp. Với vũ khí là giáo mác, dao dựa, nỏ, ná, bẫy trông và bẫy thỏ, nghĩa quân chọn đồi Ngọc Pôm làm căn cứ kháng chiến. Nhờ tận dụng tốt địa hình, địa thế kết hợp với bản lĩnh gan dạ dũng cảm và mưu trí, nghĩa quân đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của thực dân Pháp và tay sai. Khi phong trào nước Xu thất bại do thực dân Pháp đàn áp, phong trào kháng chiến tại các làng Ngọc Rằng, Con Tu, Con Ra, Vàng Thó, Con Cơ Lân vẫn được duy trì cho đến khi đón nhận ánh sáng của Đảng, Bác Hồ. Anh hùng lực lượng vũ trang Ai Chanh kể lại, ông may mắn sớm được giác ngộ cách mạng nên cùng một số thành viên phong trào nước Xu như A Rạ, A Sẻng, A Bờ Rồi tham gia du kích đánh Pháp từ năm 1945. Chính nhờ cán bộ cách mạng đã giúp đồng bào Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. Cán bộ là chỉ miệng đường này không tốt, đường này là đẹp, đường đẹp là miệng tiêu, đường tiêu là miệng tốt. Bảo miệng ta miệng đó được sao rồi. Là một cái mình tin tưởng đường lối là có đảng nâng là phương hướng đường lối cách mạng sẵn sàng chúng ta đó bắn lũ tay sai. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đồng bào Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá, khu vực xã Đắc Ui tiếp tục đùm bọc, cưu mang, che chở, cung cấp lương thực thực phẩm cho cán bộ cách mạng. Bà con đoàn kết, chống bắt đi phu, làm đường, chống đi lính cho Pháp, chống chủ trương chia rẽ giữa người theo Thiên Chúa với người thờ giàng, chống nộp sư thuế cho Pháp. Thời điểm chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bội ước, không tuân thủ Hiệp định Geneva, chúng đàn áp, khủng bố dã man những người theo cách mạng, cũng là lúc người Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá, khu vực xã Đắc Ui chứng tỏ tấm lòng son sắt, trung kiên với cách mạng. Bà con dũng cảm che chở cho cán bộ bám trụ hoạt động bí mật như ông Nguyễn Tập, bí thư huyện ủy H16, ông Trần Liêu, ông Lê Hồng Tân, ông Nguyễn Duy. Trong giai đoạn này, những cán bộ cốt cán như A Chanh, A Bờ Rối, A The đã âm thầm đến từng làng, từng gia đình tuyên truyền cho bà con hiểu được ánh sáng của cách mạng, giúp bà con hiểu được dã tâm của Mỹ Ngụy. Từ đó chung tay làm thất bại âm mưu tố cộng, dồn dân lập ấp chiến lược và bắt thanh niên Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá đi lính cho bọn chúng. Người là đi trước giỏi hơn chúng tôi á, như vậy một là thứ nhất là ông Trăn này, ông Chê này, ông Tờ đó, còn nhiều người nữa, nhưng mà chủ yếu mấy người đó là đi trước là giỏi hơn. Tôi là vận động dân này, tham gia đánh địch này, rồi thì tham gia vận động là nhân dân trong xã Đắc Ui được theo đảng, theo cách mạng, mấy người đó. Còn sau đó chúng tôi là những người thế hệ đi sau á, vẫn tiếp tục là kế tiếp những sự nghiệp đó. Với một lòng quyết tâm theo đảng, theo cách mạng, không sợ gian khổ hy sinh, đồng bào Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá từng bước xây dựng khu vực này thành căn cứ lõm vững chắc cho chính quyền cách mạng. Đây là cơ sở để xã Đắc Ui được thành lập vào ngày 20 tháng 3 năm 1960. Ông AC, nguyên xã đội trưởng du kích Đắc Ui cho biết, vào tháng 4 năm 1960, địch đưa quân càn quét vào làng Tam Năng. Lúc này, du kích xã chỉ có vũ khí thô sơ như súng, các bin, nỏ ná, trông thỏ và giáo mác. Tận dụng địa thế, địa hình quen thuộc, du kích xã đã dùng rừng trông, bẫy thỏ ngăn bước tiến quân thủ. Tại đồi Ngọc Ngát, du kích xã phục kích tiêu diệt 3 tên địch và thu được 3 khẩu súng, bẻ gãy trận càn của Mỹ Ngụy, lập nên chiến công trong trận đầu ra quân. Mình đang du kích mà,
đem một phần một, nó chết một thang hay là thang, mình chạy cho khác, mình đán thế thôi. Trước là mình đán các cái đồi là đệt cả, mình đán chỗ này một phát cho kia một phát, nhưng mình một viên đạn phải một tên mùi, tên Mỹ, tên ngụy, thì dù như thế thôi. Như trước như thế là ông già là đán 52 trạng này. Đánh đầu tiên là đánh cho ngon ngát, là bình lề của phòng trên làng Côn Phong đó, là giết địch là một khẩu cà rang, một khẩu cà bin, một khẩu súng trường, lúc đó là ba khẩu súng. Đánh địch chỗ đó là địch cũng chết ba bốn thằng, lúc đó là địch mình không ngờ mình có súng mà đánh không biết ở chỗ nào. Cũng trong năm 1960, du kích xã Đắc Uy đã ghi dấu thêm một chiến công vang dội, đó là dùng lựu đạn bẫy rơi trực thăng của Mỹ. Biết kẻ địch hay dùng trực thăng tấn công, nhổ cờ của ta, du kích xã Đắc Uy đã gài lựu đạn vào cán cờ. Sáng kiến độc đáo này của A Chanh và đồng đội đã làm trực thăng Mỹ bị rơi tại chỗ. Giai đoạn 1961-1965, Mỹ ngụy leo thang chiến tranh, chúng thả bom, bắn phá ác liệt. Quy mô những trận càn của chúng lớn hơn, dài ngày hơn. Trước tình hình mới, quân và dân xã Đắc Uy ra sức tập luyện và lập trận địa để chống càn. Lực lượng du kích xã đã nhanh chóng nắm bắt, khai thác vũ khí mới được trang bị, sẵn sàng đối đầu với kẻ địch bảo vệ dân làng. Là pháo thủ súng cối 60 ly đầu tiên ở xã Đắc Uy, bà In Nó, nguyên xã đội phó kể lại. Vào đầu năm 1963, hàng trăm tên địch trung đoàn 42 đổ bộ ở đồi Ngọc La. Lúc này, du kích xã sử dụng cối 60, B-40, mìn, lựu đạn và AK đánh phủ đầu địch, không cho chúng triển khai quân, khiến chúng tổn thất nặng nề. Đồi Ngọc La là vị trí địch thường đổ quân để triển khai các trận càn, gây nhiều đau thương cho nhân dân trong xã. Thằng còn cối 60, bản thân đó thì đồi Ngọc La đó thì thống cối ấy. Cái thằng cuối xong là lại AK đánh, ngồi Mỹ lại ở xa, thì lại quý ở cần là lại AK. Đấy. Xong đó bà đánh nữa, xong đó đánh đi về, xong đi về, cuối rầm rầm rầm. Không sợ chết. Ủa vì mình đã nhận nhiệm vụ rồi mà mình sợ gì? Đã nhận nhiệm vụ bảo vệ dân mà. Phải làm thực hiện, phải xong hết hoàn toàn cái đó, chỗ đó đã. Nó mới về. Mục đích nó đi cả đây, nó đấy là dồn lại xã Đắc Uy, nhân dân xã Đắc Uy đi về là còn Harin, dồn áp chiến lược đó. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm và tinh thần cao của xã Đắc Uy, như vậy là dù sung không có bao nhiêu, nhưng mà là đánh giặc hàng lắm. Như vậy là chúng tôi á, là tôi riêng tôi như vậy là làm tiêu đội trưởng du kích. Như vậy là dẫn đi á, là mấy cái anh á, là đi đánh ba trạm của riêng xã Đắc Uy, nhưng bẻ đầu của tiểu đoàn trung đoàn 42. Nằm giữa thị xã Kon Tum và căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh, căn cứ lõm Đắc Uy như một cái gai trong mắt địch. Thế nhưng việc nhổ bỏ cái gai này với chúng là điều không tưởng, bởi lẽ chúng phải đối mặt với vườn không nhà trống, với rừng trông bẫy thò, phải đối mặt với sự gan dạ, xuất quỷ nhập thần của du kích xã. Người dân ở đây từ già đến trẻ đều tham gia đánh giặc, thanh niên trưởng thành thì đi bộ đội, sức khỏe yếu hơn thì tham gia du kích, tham gia lao động sản xuất và dân công hỏa tuyến. Ngoài ra, các mẹ, các chị và các em thiếu niên là lực lượng nòng cốt vót trông, làm bẫy trông, bẫy thỏ, khiến kẻ thù khiếp sợ. Từng được tỉnh đoàn Kon Tum khen thưởng vì có thành tích vót hàng ngàn cây trông mỗi ngày. Ông Abbott, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, hồi đó, việc thi đua vót trông được thiếu niên trong xã hưởng ứng tích cực. Trong suốt những năm kháng chiến, đã có hàng vạn cây trông, 422 hầm trông, 114 bẫy thò, bẫy đá đã được người dân xã Đắc Uy thực hiện để đánh địch. Cái vót trông là nếu mà anh mà không biết vót, một ngày anh không thể làm được 1.000 cây đâu. Anh vừa chặt,
chật bên này, chật bên này, chế ra, rồi mới ngồi mới vót. Mà người phải nhanh tay, khỏe tay và biết cách làm. Cầm dao thế nào, cầm cái lê, cái nứa đó thế nào. Chứ anh mà làm lười thôi không được. Hồi đó là thiếu niên á, chưa đến tuổi thanh niên. Gàng đến nhưng mà chưa đến. Cho nên là được tên đoàn. Tôi bằng nhớ là ông Kim Cúc, là bí thư tên đoàn của nó, ký tên của nó. Khen. Hồi đó giấy khen là bằng viết thôi chứ không có phải đánh máy. Không có con dấu. Không chỉ giỏi vót trông, nhân dân xã Đắc Uy còn nổi tiếng với những hầm trông bẫy thỏ độc đáo, làm cho kẻ thù khiếp sợ. Chúng không thể hiểu nổi vì sao con đường này người dân xã Đắc Uy vẫn hàng ngày đi lại. Thế nhưng khi chúng đặt chân đến lại bị sập hầm trông, làm bị thương và thiệt mạng. Chào đạo giang mình đi cam tròn và dù là nó nghiêng thế này, cam tròn nó nghiêng thế này nè, người ta không biết. Nhưng mà cam thế này nó biết từ xa nó thấy cam nghiêng thế này. Cứ cho mà thương mình đau khổ thì mình đường mình đi á, nếu đường mình không đi mình đây luôn, nếu đường mình đi thường thường đi á, mình la cài mình lót xong mình đi thường xuyên. Tối ví dụ là đít họ bảo là dân du kích bảo là đít chuẩn bị đi rồi, mình đi rút cái đó, đi rút cái đó, cắm hết cái xong xung quanh rồi đời nào cũng có chồng hết, đời nào cũng có chồng hết. Bước vào tuổi 71, bà Y Bom vẫn còn nhớ chuyến đầu tiên tham gia cõng đạn từ xã Đắc Bờ Lô, nay là xã Đắc Bờ Lô, huyện Đắc Lây, về xã Đắc Uy. Lúc đó, bà mới 14 tuổi, tình nguyện cõng hai quả đạn cối 81 ly. Hành trình cõng đạn gian nan, vất vả là thế, nhưng ai cũng xin cán bộ cho đi cõng đạn, cõng gạo. Kiến tha lâu đầy tổ, bà Y Bom cùng nhân dân xã Đắc Uy đã đóng góp cho kháng chiến hơn 400 lượt tham gia dân công, góp 4.200 ngày công vào quỹ nuôi quân, cõng 7.757 gùi lúa, 10 tấn bắp, trên 1 triệu gốc mì và hàng trăm tấn vũ khí đạn dược phục vụ cho cách mạng. Đi văn công của xã, của huyện này, từ tôi là 54 tuổi, đến 15 tuổi thì cầm súng chiến đấu. Cầm súng chiến đấu thì 55 tuổi là đi tham gia dân công xa, từ huyện 16 cho đến huyện 40. Lúc đó thì chưa con nổi thì còn một viên đạn to, đạn tầm 1, tầm 2 đó. Thì còn từ huyện 16 về 40 là cả đi cả về 10 ngày. Đi 5 ngày về đoạn đường đi thì khó khăn lắm, đi núi, rừng. Điều tự hào của cán bộ nhân dân xã Đắc Uy đó là lực lượng du kích xã được bộ đội chủ lực mời tham gia nhiều trận đánh lớn ở Đắc Tô, Võ Định, thị xã Kon Tum. Trận nào du kích xã cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nổi bật là các trận đánh cắt đường 14 từ thị xã Kon Tum lên Đắc Tô để tiêu hao sinh lực địch, ngăn chặn đường tiếp viện trên bộ của chúng cho căn cứ Đắc Tô. Đi phút đường 14 đó, không phải đi ban ngày, là đi khi đêm. Đi buổi tối vừa là đau hôm để mà trong pháo và đạn của họ mà đi là kể cả là bộ đội là 7 người, còn là du kích là 3 người. Đạn đường 14 như vậy là tiêu diệt là 2 chiếc, y một chiếc y 2 chiếc xe tăng và một remise. Thì là tiêu diệt nhiều, thắng đẹp. Như vậy là chúng tôi là về an toàn. Trong những năm kháng chiến, nhân dân và du kích xã Đắc Uy đã tham gia đánh 289 trận, loại bỏ vòng chiến đấu 885 tên địch, trong đó có 16 tên Mỹ. Diệt 6 xe quân sự, trong đó có 5 xe tăng, bắn rơi tại chỗ 6 máy bay và bắn hỏng 29 chiếc khác. Để lập nên những chiến công này, 75 người con ưu tú của xã đã phải hy sinh, hàng trăm lượt người trong xã bị thương tích. Để có được những dòng chữ, những con số trên tấm bia chiến công này, bao thế hệ cán bộ, quân
và dân của xã đã phải đánh đổi bằng xương máu, công sức và cả sự hy sinh. Kể về giai đoạn lãnh đạo phong trào cách mạng xã Đắc Uy trên cương vị bí thư chi bộ xã, bà Y Vên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Kon Tum, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, chiến tranh khốc liệt, địch bắn phá càn quét liên tục, có những đợt chúng càn quét hàng tháng trời. Nếu không tổ chức sản xuất tập trung thì không đảm bảo được lương thực tại chỗ. Việc tổ chức sản xuất theo kế hoạch, tổ chức sản xuất tập trung như mô hình hợp tác xã sau này cũng thuận lợi hơn trong việc bố trí lực lượng bảo vệ dân. Sản xuất tập trung cũng đem lại hiệu quả hơn, thuận lợi hơn trong việc huy động bà con tham gia dân công, phục vụ các chiến dịch. Từ bao đời nay, đồng bào Sơ Đăng Tơ Đờ Rá chỉ biết làm cây lúa rẫy, nuôi con heo, con bò riêng lẻ. Vì vậy, việc vận động bà con trồng chung rẫy lúa, rẫy mì, rẫy bắp là rất khó. Nhờ tin vào đảng, tin cách mạng nên bà con đồng ý sản xuất chung. Nhờ vậy, lương thực tại chỗ được đảm bảo. Đến mùa thu hoạch, nhân dân các làng đều thống nhất giữ lại lương thực vừa đủ ăn, còn lại ủng hộ cho cách mạng. Nếu mà đi làm riêng lẻ thì không ai quản lý. Dân con du kích không thể đi theo bảo vệ quản lý từng ngộ dân được. Cho nên bây giờ là bằng cách là tập trung dân lại. Thế là dân con du kích mới quản lý bảo vệ được dân. Thế thì chính vì từ đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là có những gia đình thì là hoàn cảnh là khó khăn, ốm đau này nọ. Có gia đình thì có người đi du kích, có người thì đi phục vụ cách mạng, nói chung là phải làm chung một cách như thế thì mới hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau được. Là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là từ cái chung đó rồi mới có thể là mình đóng góp cho cách mạng một cách dễ dàng hơn. Chứ còn nếu riêng lẻ thì mình huy động cũng rất là khó. Đồng bào Sơ Đăng Tơ Đờ Rá ở xã Đắc Uy vốn nổi tiếng với nghề luyện quặng sắt làm rèn gia truyền. Dao, dựa, giáo mác do bà con nơi đây làm ra rất tốt. Nước thép sắc sảo và mài vào đá thì dễ bén, lâu cùn, chặt cây không mẻ, không quằn. Vì vậy, nhiều làng Ba Na, Gia Rai, Sê Đăng ở xung quanh tìm đến trao đổi, mua bán, dao, dựa, dù, mác của người Sơ Đăng, Tơ Đờ Rá ở xã Đắc Uy. Cũng vì là nghề bí truyền nên bà con thường giấu nghề và giấu cả nơi khai thác quặng sắt. Thế nhưng, vì tin tưởng cách mạng, vì lòng yêu nước, nhiều nghệ nhân luyện quặng sắt, làm nghề rèn ở xã Đắc Uy đã đồng ý tham gia xưởng quân giới của cách mạng. Bà con sẵn sàng chỉ nơi thuận lợi khai thác quặng sắt và truyền nghề luyện quặng, nghề rèn cho công nhân của xưởng. Ông AC, thành viên xưởng rèn cho biết, suối Đắc Sốt nằm giữa làng Con Plo và Con Lông, xã Đắc Côi là vị trí gần nơi khai thác quặng đã được bà con chọn xây dựng xưởng rèn quân khí. Tại đây, nhiều vật dụng lao động sản xuất, nhiều vũ khí thô sơ được sản xuất để phục vụ cho kháng chiến. Những nghệ nhân như A Hà Lỗ, A Bô, Y Bắc, Y Bông, Y Noan, A Lối, A Sinh và A Xê là thành viên cốt cán trong việc duy trì xưởng quân khí trong nhiều năm. Tôi theo ông già làm thợ rèn, ông già gom lại là mai thợ rèn là rèn lại. Nên là thì lấy khoảng là xa xôi bên kia này, mới nấu ra sắt, nấu phải một đêm, nó mới được ra sắt. Sắt đó là mình lấy sắt, là mình rèn lại, làm dao, làm mác, làm rựa, làm rìu, để mà sản xuất trong mì, trong lúa, cho nó nhiều, để mà ủng hộ cho cân mạng này. Thứ hai là vượt tròn, để làm tròn là tròn trong mì cứu nước.
thứ ba là mình làm thò là Mỹ là nó thò nó phong vào cho thằng Mỹ thằng Nguyễn hồi xưa đó là mục đích là như thế, là làm thò lên như thế. Đối mặt với gian khổ đói rét và cả hy sinh, thế nhưng đồng bào xã Đắc Uy vẫn lạc quan, tin vào một ngày mai chiến thắng. Ông Abbott, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, những con chữ đầu tiên ông học được nhờ cán bộ cách mạng giảng dạy trong quá trình đi dân công. Lúc đó, cán bộ vận động bà con phải biết chữ mới hiểu rõ hơn về cách mạng, mới đi học tiếp ở quân khu, ở miền Bắc, để sau này khi đất nước giải phóng tiếp tục phục vụ cách mạng. Cũng nhờ học cái chữ cách mạng mà nhân dân xã Đắc Uy bỏ bớt nhiều hủ tục lạc hậu, tốn kém mỗi khi rời làng. Đơn cử như câu chuyện, một già làng ngay sau khi thu hoạch đã bỏ qua tục kiêng cữ giữ hồn lúa, tình nguyện ủng hộ 30 gùi lúa và 3 con trâu cho bộ đội ăn no đánh thắng. Hồi đó họ cán bộ rất là quan tâm cho bọn tôi, nhân dân tôi. Họ dạy cái chữ, dạy từng chữ một, A, B, C. Mà hồi đó gọi là học bình dân, học vụ. Đi đường đi vào rãi là có cái chữ, cái cây đeo hồng thác. Là lấy cái thang viết ở đó, chữ A, lại chỗ kia, đeo hồng thác viết chữ B. Đeo nữa là chữ C, chữ M. Có khi gặp cái cục đá to này, viết ở đó. Thế là mới nói với nhà học như thế. Cho nên đó là quan tâm thứ nhất đó. Mà ai nào có sức học là người ta đi cho đi đào tạo. Mà như tôi được đi học ở viện có, học ở xã có, rồi đi học ở tỉnh có. Chính nhờ thực hiện tốt phong trào bình dân học vụ, xây dựng tốt các tổ chức đoàn thể, nên nhân dân xã Đắc Uy không chỉ chiến đấu giỏi, lao động sản xuất giỏi, mà còn là điểm sáng trong các hoạt động phong trào cách mạng, là chiếc nôi cung cấp nguồn cán bộ cho sự nghiệp kháng chiến và cho cả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đến nay, xã có một ủy viên Trung ương Đảng, nhiều ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tỉnh ủy viên, huyện ủy viên. Nói đến sự nghiệp cách mạng xã Đắc Uy, không thể không nói đến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Chanh. A Chanh tên thật là A Niếc, sinh năm 1924. Ông là người Sơ Đăng Tơ Rờ Rá đầu tiên tiếp cận và đưa ánh sáng cách mạng đến với bà con, là đảng viên đầu tiên của xã Đắc Uy. Nhiều năm liền làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, A Chanh đã góp công đầu trong việc xây dựng xã Đắc Uy trở thành vùng căn cứ lõm của cách mạng. Ông không chỉ làm công tác dân vận giỏi với dân làng, mà còn làm công tác địch vận khéo. Có khá nhiều người lầm lỡ theo địch chống phá cách mạng đã được ông vận động quay về với cách mạng. Với kẻ địch, A Chanh là nỗi khiếp sợ. Ông trực tiếp tham gia 104 trận đánh, diệt 70 tên địch, trong đó có 20 tên Mỹ, bắn cháy 2 máy bay. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 8 năm 1995. A Chanh nổi tiếng nhất là xã Đắc Uy. A Chanh được vận động nhân dân Đắc Uy theo đảng, theo cách mạng, vận động là ủng hộ trâu bò lúa mì, vận động nhân dân là đừng có theo địch, đừng có theo là Nguyễn Mỹ, theo cách mạng. Lúc năm đó là họ đi làm nhà cho áp quốc la, cho xã Đắc Uy mình không đi làm, người ta là đi làm họ theo hết địch, nhưng mà ông Chanh cũng là được là dồn hết dần, làm con tu, làm công nhân cũng về xã Đắc Uy, không có theo địch nữa, Chanh cũng dưới là vận động như thế. Một là hai là vận động là du kích, vận động là nhân dân, đi theo cách mạng, đi bộ đội. Là thế hệ con cháu của A Chanh, bà Y Bom được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ ngay từ trận đầu cầm súng đánh giặc vào năm 1967 khi mới 15 tuổi. Đến năm 1971,
trong cương vị xã đội phó, bà tiếp tục được tuyên dương là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trong suốt quá trình tham gia kháng chiến, dũng sĩ diệt Mỹ Y Bom cùng với đồng đội như A Bót, U Manh, Y Gió và du kích xã Đắc Uy đã vót hàng vạn cây trông, làm hàng ngàn bẫy thò hầm trông chống địch. Bà trực tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn và tiêu diệt nhiều tên địch trong các trận chống cản. Dũng sĩ diệt Mỹ Y Bom còn vinh dự được tham gia vào đội hình tiểu đoàn 304 đánh vào thị xã Kon Tum năm 1968 và năm 1972. Nhưng tôi thì không biết nó sống, xin các binh của xã đội đó cho tôi sống bằng biết bán hàng, tôi nói chú bay cho bán thế này thì ông bay để tôi bắt đầu mình ngáp vào, nếu thấy cơ ly bao nhiêu mình cho nó sống rồi thì biết ông bay như thế để thấy nó đi, thấy cá chó cá mí nó đi trong cái đoạn đường đó, thì bắt đầu mình nó sống, ông nó sống mình cũng nó sống. Thì nó một loạt rồi bắt đầu chúng tôi chạy, nó đông mình ít, cho nên cái đầu tiên là đánh là đầu tiên đánh nó sống là đầu tiên lúc đó. Thế đến tổng kết thì mình được đi dự đại hội ở huyện đội ở huyện, rồi để bảo là được lên đi đại hội ở tỉnh, hồi đó là năm 67 đi đại hội ở tỉnh. Là con gái của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Chanh, bà Y Veng may mắn được cha truyền ngọn lửa cách mạng từ thuở niên thiếu. Từ bé, bà đã làm nhiệm vụ giao liên, đưa cơm, đưa tài liệu cho cán bộ cách mạng bám trụ sau Hiệp định Geneva. Tuổi 12-13, Y Veng đã là cô văn công hát hay, học giỏi và nhanh nhẹn. Năm 1970, khi vừa tròn 20 tuổi, bà đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ xã Đắc Uy. Với bản lĩnh kiên cường, dũng cảm và sáng tạo, bà đã lãnh đạo quân và dân xã Đắc Uy vừa chống địch càng hiệu quả, vừa tổ chức được sản xuất nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Bí thư chi bộ xã Y Veng chính là tác giả của mô hình sản xuất tập trung mang lại hiệu quả cao. Cái thời mà tôi làm bí thư chi bộ lúc bây giờ cũng mới, nếu mà tính tuổi là mới có 20 tuổi thôi. Thế nhưng mà cái sự giao trọng trách nhiệm vụ đó với cố gắng chấp hành lúc ban đầu thì nói chung là cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà cái quá trình mình tham gia hoạt động mọi công việc thì dân người ta tin và nói đâu người ta nghe và chấp hành. Cái thời kỳ là đó phải nói là cái dân khổ và rất ác liệt là không thể tưởng tượng được, mà tôi cũng không hình dung được mà những cái việc mà tôi làm được như thế. Chính những người con ưu tú của xã Đắc Uy như A Chanh, Y Bom, Y Veng, A Bốc, A C cùng cán bộ nhân dân xã Đắc Uy, đặc biệt là 75 người con của xã đã anh dũng hy sinh. Họ cùng nhau làm nên những chiến công vang dội. Đây là tài sản để thế hệ hôm nay của xã Đắc Uy nói riêng và huyện Đắc Hà nói chung tự hào và kế thừa phát huy truyền thống. Tiếp tục phát huy cái truyền thống đó, thì cán bộ và nhân dân xã Đắc Uy là thể hiện cái sự đoàn kết, tiếp tục là phát triển kinh tế, xã hội và cái bộ mặt nông thôn của xã bây giờ càng ngày càng khởi sắc. Và nhân dân đã có sự đoàn kết, chung tay giúp đỡ nhau, như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, rồi áp dụng cái khoa học kỹ thuật và trồng xuất. Năm 2022 thì cơ bản các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, và cái đời sống của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Huyện Đắc Hà thì luôn trân quý, giữ gìn những giá trị lịch sử hào hùng của cán bộ và nhân dân xã Đắc Uy, và thường xuyên tổ chức các cái hình thức giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng tinh thần, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ trẻ, cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong huyện, nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, ý chí cách mạng của thế hệ trẻ, phấn đấu chung tay xây dựng xã Đắc Uy, huyện Đắc Hà ngày càng phát triển.
Với những cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, cán bộ nhân dân các dân tộc xã Đắc Uy không chỉ viết nên trang sử hào hùng cho chính mình, mà còn góp phần làm vẻ vang cho truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường của quân và dân tỉnh Kon Tum. Xã Đắc Uy mãi là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.